đây là tổ đình chùa Giác Lâm, tọa lạc tại 161/85/20 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Là cái chùa mà cổ nhất của Việt Nam, của miền Nam. Trước đây chùa còn có tên là chùa Hố Đất, vì nên đây trước kia là một cái bào, sau được lấp nhiều đất mới có được mặt phẳng ngày nay. Cũng còn có tên gọi là tổ đình, được công nhận, được nhà nước, chính phủ Việt Nam công nhận di tích số 43 văn hóa, quyết định ngày 7 tháng Giêng 1993. Đầu tiên cái chùa này, cái di tích chùa này về kiến trúc đầu tiên chỉ có rạch nhỏ, tên là rạch Hố Đất. Hố Đất, cái rạch này nước nó đổ ra rạch Ông Buông. Lúc đó các thầy đã kết thuyền bè đi đem gỗ về để mà cất một cái am nhỏ gọi là Quan Âm Cát. Quan Âm Cát 1804 sửa chữa xong, tới 1850 thì Hòa Thượng Hải Tịnh trụ trì, thầy trụ trì đặt tên là Giác Viên, và được trùng tu nhiều năm 1899 tới 1902, 1908 tới 1910, 1958 tới 1962, và đến nay là 1994. Quý vị thấy đây, bây giờ bắt đầu đi vô. Vô trước đây là cái sân tống kêu là Phong Gia, cái sân mà trước chùa, trước công viên chùa. Đây, đây có câu chữ Nho, đọc từ bên phải, đọc qua đọc cho quý vị biết là Thượng Phương Vĩnh Thành, bên đây là Quốc Thái Dân An, còn bên đây là Thiên Hạ Thái Bình, bên đây là Nhân Dân An Lạc. Quý vị thấy đây thì bắt đầu đi vô. Trước đây, trước ngoài trước này là cái sân trống á, kêu là Phong Gia. Phong Gia lên đó là sân thượng. Sân thượng là cái sân cao. Trước khi mà vào cái chính điện. Chính điện là mấy trước của chùa tổ đình Giác Lâm. Hôm nay là cái ngày mà tịnh nghiệp đạo tràng an cư kiết hạ dương lịch 2011, Phật lịch là 2555 năm, tức là 2555. Đây, chính điện. Đây, bữa trước quý vị thấy có bàn thờ của Tiền Hiền. Tiền Hiền thường mấy cái tổ đình là mấy trước người ta ưa thờ Tiền Hiền. Rồi mấy sau lưng của đình thì người ta thờ Hậu Hiền. Đây, giờ mình đi kính mời quý vị đi vô bên trong của đình. Không được đi thẳng mà phải đi qua bên tả, cổng tả hay cổng hủ.
đây là tượng Phật Di Lặc. Và vị Phật này là hiện nay là bên đạo người ta nói là vị Phật này là thường xuống trần để mà độ độ nhân, cứu nhân độ thế. Vị Phật này là gần gũi với những người mà tín ngưỡng mình đạo Phật. Thường người ta lại người ta tin là khi mà vuốt chân Phật hay là gì đó là đem lại điềm lành cho mình. Đây là tượng làm rất đẹp. Tượng làm rất đẹp, quý vị thấy. Đây là những cái lăng can cổ Phật ngày xưa. Người ta thường làm như vậy nè. Cái này là ngày xưa. Tiếng Pháp nó kêu là balustrade. Cái kiến trúc mới thì nó có hơi lai là của Tây, cái này của Tây, cái này cái lăng can của Tây nó lai rồi. Đây là cổ của người ở Đông mình. Xa xa kia quý vị thấy cái bảo tháp là người ta mới cất sau này. Ở đây là chỉ có cái tổ đình chùa Giác Lâm là cái tổ đình cổ thôi. Đây có mấy chữ nho. Ở trên này có chữ là Mã Quang Thái Tử. Mã Quang Thái Tử. Còn dưới đây là Chánh Thần. Đây quý vị thấy là có chùa có từ năm 1744 lận, đã được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử văn hóa. Bên đây là quý vị thấy đây là cái thư viện mà bán ba cái văn quốc phẩm của Phật giáo. Đây cũng mới lập. Đây là cái sơ đồ mà bố trí cái mặt bằng của tổ đình. Quý vị thấy rồi, mấy trước là cái sân thượng á, nãy mới vậy quý vị thấy á, con gia kế là chính điện là main hall, kế là cái tổ đường là Phật điện đó, kế đó là cái trai đường là cái phòng ăn của các chư tăng, kế đó là cái sân thiên tĩnh là cái sân cống mà để có khối khoảng sáng cho cái kiến trúc mà có kiến trúc mà dài, đó là cái giảng đường của các thầy và các vị tăng mà học đạo. Cái chế là tăng phòng ở phòng ngủ của các vị tăng, nhưng mà thực tế thì là làm phòng ngủ hai bên của trai đường cách cái hành lang. Ở bên đây quý vị thấy là những cái mộ của các vị mà sư trụ trì mà lập bên cái chùa Giác Lâm này. Đây là những cái mộ mà tán các vị mất là ngồi không chứ không có nằm. Này, bây giờ quý vị đang vô đây, hai bên hành lang của chùa thì nó có ba cái giải. Nhất là quý vị thấy đây là chính điện nè,
như đây là tổ đình, tổ đình rồi tới cái trai đường, trai đường là cái nơi mà cúng tiến và của chư tăng, kế đến là tăng phòng, thiên tịnh và tăng phòng. Rồi quý vị thấy đây người ta bố trí mấy cái hồ này, hồ bát giác chứ không phải là hồ bà hồ hình mặt trời hay là hình mặt trăng, mà bát giác tám cạnh. Đây là cái phòng của các thầy mà để mà cúng sao cầu an cho chư vị bá tánh thập phương. Đây là các hình các thầy. Thầy ơi, ghi cái giấy thầy ơi. Đây là văn phòng của cô Chi. Đây mình quý vị đang bước vào trai đường. Trai đường là cái nơi mà cúng kiến, các vị chư tăng họ họp nhau mà cúng kiến. Ở đây là đi tới chính điện.